Mình thôi. Ai à, Việt Nam tem áp, Việt Nam tem áp. Việt Nam. Boxing. Ok, boxing. Đó. Go. Ok. Go, boxing. Follow me. Yo. Nhảy hoài cái thằng ngu này. Mẹ cái thằng này. Tấm lộn nè. Cầm súng ngu thở đấy. Ừ, nhìn cho mấy nơi hết thật. Boxing. Hey you, boxing. Mẹ, được ngay mà. Một team xanh chín luôn này, chơi luôn. hai team. 1-2. Hay. Đợi tí. Mình chết con lính mẹ rồi. Xung ở dưới nè. Quên bay nha. Trời đi đang qua. Mày à? Lia. Được chưa? Bên này có hai. Con. Cứu đi. Máu này. Từ từ bắn thủ trong nhà thôi. Cái bên luôn á, bỏ cái cục đá mà đi lên cái đường mình tròn á, biết không? Em biết rồi. Bây giờ sao? Em lớp 1 này. Watch out. Đẩy cái thằng này đi. Rồi, lớp 2. Bình tĩnh thôi. Đâu? Lớp 3 rồi. Đi sao đẩy bên bộ à? Bình tĩnh, đừng đẩy vội. Em chưa cần đẩy đâu. Ui, từ, vào nhà đi. Nó đẩy kìa. Rồi, cứu. Cứu đi. Để em cứu cho. Ui. Kẹp. Bó cho lưng. Kẹp nó. Em có 5 viên đạn mà. Băng bó chậm. Cho 9 ít đạn anh em, cho 9 ít đạn nào. Đạn gì vô nha. Có bom không? Máu này. Máu, cuốn băng đất đi. Cảm ơn bạn mạnh tăng nhá. Có bom không? Không em. Đây đang cứu này. Mark the location. Gạt đi. Được hết đạn luôn. Ok nha. Lót thêm 1 kìa. Rồi gạt thêm 1 nữa. Hay. Vòng tròn này có này. Nhìn thằng vòng tròn đây chưa? Nó đứng đây này. Watch out. Đó, cứ cạy nó đi. Thiếu luôn. Em cảm ơn anh Nguyễn Châu đã ủng hộ em 50k. Ôi, số này 2 team à? 3 team bạn ạ. Ui giời ơi, ai nhảy xuống cứu em phát. Từ anh cầm xuống đây cầm, số 4 này. Nó hai đang đẩy này, chuẩn bị đẩy này. Rồi hay. Từ bom lửa. Cứu. Cứu ra. Kè trong em. Kè cửa. Hay. Cứu ấp trước. À, đồng thế, 4 team. Mẹ có mấy mấy viên đạn nhỏ đây anh em ạ, tí toạc. Lên server bắn càng quá. Cầm win 94 ạ, đậu anh. Anh em nhìn em. Ơi anh chào hả? Lê một team này. Là hết rồi. Ờ hình như là hết rồi nha, hình như thôi. Watch out. Dừng cháy luôn. Mà đem xe được. Xe đâu rồi. Ồ. Lấy xe xuống. Ok, để em cầm đi, em vỗ vã mồm nó cho anh. Lớp 1 này.
Nó chưa biết là thần đồng mini lớp trên tầng 2. Mấy thằng Watch out. Thằng nhất tầng nào. Nó chơi lỗi nhờ. Ủa. Cái gì đấy? Mình nghĩ nó ít người nhưng mà nó đông quá. Nó bỏ luôn một người ấy. Đã xong tốt đang trong anh. Ui. Farboy bên chúng tôi. Yếu lắm luôn. Lốc một thằng trên đầu. Quả mini 10 triệu được nhỉ. Táp sấy mini bạn ạ. Đấy, từ từ em tiếp. Team nó 4, team nó 4, team nó 4. Một thằng ở ngoài. Con một thằng ở đấy. Bom lên em sống ở bom, em sống ở bom. Ôi, cứ bán đi anh kia cho. Em sống ở bom nhá, bình tĩnh thôi. Vì thế yếu lắm rồi. Bên phải. Rồi từ lốc 2 rồi. Lên này từ này. Lừa. Lừa. Cho anh. Có người. Bình tĩnh. Cái mặt luôn. Ui. Ke trước mặt em này. Phải. Trái, anh Giang trái. Watch out. Lùi bom. Đẩy được phải cái. Phải một. Trên kia còn một, trên trái. Ok hay. Đấy, nó phải như thế chứ. Cái đầu xe. Mọc với thằng Indo. Phạt gió. Jin ơi, bạn có buồn không? Trời ơi, bạn thấy anh em đấy, bạn thấy anh em phổ cập tiếng Việt cho mấy Indo chưa? Bạn phải ngồi bạn mới cảm thấy tự hào. Đâu? Đâu? Đi rồi á? Giống xe đi. À chết, đỉnh đôi. À, Việt Nam, tem áp. Việt Nam, rủ tem áp. Biết mình. Rủ đây, gọi đây. Gọi đây. Đang mới tích cọc đây. Không được chảo anh em à. Vâng. Alo. Hello mấy anh em. Alo vâng. Ôi, tổng bố mừng, được kìa. Ôi, nước ngoài à. Ôi, nước ngoài. Mai. À, quê chung cơm. Ôi, nước ngoài, mai, tổng Việt Nam. Tổng Việt Nam cơ. Ôi, nước ngoài nhờ. Việt Nam. Đập chảo. Ok, thank you. Rồi. Kìa, nó chạy ra giữa bò đám lộn kìa. Rồi sao? Đấm. Lên bán bò. Giờ sao? Trời ơi, khó thế. Pan. Ok. No even. Where you from, brother? Việt Nam. Em không chào. Đấm bảo nó đấm. Còn thằng cuối đâu?
Rồi thằng cuối đâu? Cả thằng nó bắn ra. Nào đập 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 đập. Hello my baby. Hello my baby. Chúc papi baby. Chúc chúc papi mua nhé nhau. Chúc papi mua nhé nhau. Anh em à. Boxing. Ok ok boxing. Nào. Go. Ok. Go boxing. Follow me. Boxing. Ok, my friend. Ok, yo. Go. Yo. Nhảy hoài cái thằng ngu này. Mày ăn cái thằng này. Tắm lộn nè. Ừ, nhìn thấy mấy nồi á thật. Boxing. Hay you, boxing. Mẹ, đứt ngay mà. Mẹ, bắn bỏ nó đi. Mẹ. Chó này. Bỏ, bắn màu đi, Mẹ. Em nó bảo từ đâu rồi? Anh em thấy chưa? Chăn ăn tất cả, ok. À lẻ chứ nhở? Mình lẽ đặt lẻ. Em bị lừa này một lần rồi, lần trước em bị bọn nước ngoài nó lừa một lần, cày vãi đái luôn. Đã bị lừa một lần rồi.